Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Đó thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị lô bò đực nha. Nó với hai con cá chữa nha. Đó thì lô bò đực của em hôm nay gồm có là 7 con 3B và 5 con pháp kem nha. Đó thì hôm nay giờ em quay trước 7 con 3B cho cô chú anh chị xem nha. Nó con 3B này là con 3B F2 cô chú anh chị. Cái lưng nè, đó, đít nè. 3B F2 nha cô chú anh chị, rất là dữ luôn. Đó. Đó, coi tướng tá nè, xương sóc to nha. Đó, xương tóc to đùng luôn cô chú anh chị, cái đít nè, đít muối nè. Đó, còn cái dưng dai thì thôi, cái dai tướng thôi một gan luôn nha. Nè cái dai nè. Đó. Nóng lạnh cái lưng không? Đó, 3B F2 nha. Đó, hết biết con bò cô chú anh chị ơi. Đây. Kế tiếp là con 3B tiếp theo nha. Nó thì em quay liên tiếp 7 con 3B trước cho cô chú anh chị xem nha. Rồi em sẽ quay 5 con pháp kem nha. Đó, xương sóc to đùng nha cô chú anh chị. Đó, nghiêm chỉnh bò. Đó, nè lưng dai nè. Đó, lưng dai hở hết nha. Đó, đó, coi dai nè. Đó, đó, 3B rất là khủng nha cô chú anh chị. 6 tháng, 6 tháng rưỡi bò hết, cao bò 1,1 bò hết nha cô chú anh chị. Đó, đít nè. Đó. Đó, thấy đít không? Đó, rung rinh luôn. Đó. Quá đẹp luôn cô chú vậy. Đó. Thịt cho coi đít nó mong hết biết không? Đó. Đó con hai nha, con thứ ba nha. Đó. Liên tiếp là ba con 3B bông nè. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, lưng dai nè. Đó, lưng dai hở hết nha. Đó. Đó, cái dài hết biết cái dài không? Đó. Phải hết bò cho cô chú anh chị xem nè. Đó. Thấy hết biết không? Đó. Giá cả thì hợp lệ luôn. Bao giá luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nè. Đó, bao bì bông. Đó, nè. Đó, dai nè. Cô dai nha. Đó. Dai hở cả gan nha cô chú anh chị. Đó. Giò cản xương sóc rồi khỏi bàn. To đùng luôn, lớn bò. 6 tháng mấy bò hết nha cô chú anh chị, 1,1 bò hết nha. Đó. Con nào con đít thì đít mông rồi về sọc bò cô chú anh chị. Đó. Nè. Xương giò cản rồi. Đó. Bò này là chích viêm da nổi cục ký tụ huyết trùng rồi hết nha cô chú anh chị. Nó rồi cô chú đem về thì 1 tháng sau đó, chích lông mồm lỗ móng nha. Tại vì tụ huyết trùng á với viêm da nổi cục với lông mồm lỗ móng không có chích chung được, cho nên là em không có chích nha, chứ không phải là em tiếc tiền gì không chích đâu. Nó tại vì cái lông mồm lỗ móng nó chích chung với viêm da nổi cục nó nóng bò lắm, cho nên là em mới chích có là viêm da nổi cục cho cô chú anh chị nha. Còn lông màu lỗ móng thì cô chú anh chị 1 tháng sau về em hết chết nha. Đó. Đó, con nào lấy con lần nha. Ừ. Con nào ấy hết biết cô chú anh chị. Đó thì còn bà về đít hết biết không? Ừ, lưng dài. Ừ. Đó. Đó. Quá trời đẹp luôn bò cô chú anh chị. Đó. Đó thì 7 con 3B liên tiếp này em bán với giá là 22.500.000 nha. Đó cô chú anh chị nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em. Bò đẹp đàng hoàng, nó bao chích luôn, nó chích rồi phòng ngừa đồ hết, bò về là lúc đầu xịt diệt khuẩn chuồng là xịt khuẩn lên mình mẩy hết rồi bắt đầu chích nha. Nó bò này là em đã chích thuốc hết rồi, nó về 1 tháng sau chích lông mồm lỗ bóng nữa là ok, cứ thế mà nuôi nhá. Còn cô chú anh chị nào á, bắt đường xa yêu cầu, nếu muốn yêu cầu á, chích bò dưỡng á, thì em sẽ chích bò dưỡng cho một con mỗi con một mũi đó nha. Tại vì thì hôm rồi có giao cho ông anh đó thì ổng cũng yêu cầu á, chích cho ổng một mỗi con một mũi bò dưỡng cho nó đi đường cho nó khỏe bò, về cho nó ăn uống bình thường cho nó khỏe bò. Ổng cũng kỹ thôi chứ mà không chích như vậy cũng bình thường nha cô chú anh chị, nhưng mà ổng kỹ thì chích bò dưỡng thì nó tốt hơn, nó khỏe bò hơn, nó đi xe nó khỏe hơn. Đó thì nói chung là một hũ thuốc thì chưa tới 100.000 thì chích được 10 con thì em không có tiếc cô chú anh chị, nhưng mà em sợ cô chú anh chị nào á, cũng như là muốn để về nhà mình tự mình mua thuốc chích thì em để thôi, chứ
Còn nếu cô chú anh chị nào muốn chích thì em chích cho, thì nói chung 10 con thì em mua hũ thuốc nó chưa được 100.000 cô chú anh chị, nói cái đó em nói thiệt. Thì em chích cho cô chú anh chị cũng được, chứ có gì đâu, không có gì hết á, em không có tính toán chuyện đó. Mà sợ là cô chú anh chị không cũng như là muốn tự về nhà tự chích thì em không ấy thôi, chứ còn yêu cầu thì em sẽ chích cho nha. Nó thóc kem này nó lưng dài đôi hết nha, nó dẹp bỏ hết nha cô chú anh chị, cái con này đến hết biết luôn đó. Cái đít nè ông nội mẹ ơi đó, đó rồi. Năm con pháp kem này á, thì em bán chỉ có giá 21 triệu 500 ngàn thôi nha, 21 triệu 500 ngàn. Nói thì em ở ấp Phú Hương C, xã Phú Kiếp, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó. Thì số điện thoại của em là 0378224522. Thì cô chú anh chị nào ở gần có muốn tới xem thực tiếp á, thì em cũng sẽ hướng dẫn đường cho xem, hoặc là lên Zalo em sẽ bấm định vị cho tới tận nhà xem nha. Đó. Thì ở đây con được lỡ này ông anh ông chốt rồi nha, sáng em giao rồi. Đó, đây đây còn là hai con cái nha. Hai con cái chữa nha cô chú anh chị. Đó thì ở đây là một con cái kem nè. Con cái kem cao 1m3 bò nè, chữa 3 tháng mấy rồi, 3 tháng hơn rồi lưng nè. Đó. Thì con này em bán với giá là 34 triệu thôi nha. Nó cô chú anh chị nào ưng thì điện thoại trực tiếp với em, chân móng nè, rúng yếm nè. Đó. Vú móng ok hết nha. Đó. Lứa mới chữa lứa đầu tiên nha cô chú anh chị. Nó cái này còn zin nha, mới chữa lứa đầu tiên qua nè. Đó. Cái qua đã không? Nhìn thấy đúng đúng bò cái đẻ không? Đó. Còn đuôi bớt đất luôn nha. Nó thấy cái đuôi không? Đó, bớt đất luôn. Bò này đúng mẫu cái bò nha cô chú anh chị. Còn đây là con anh gút cô chú anh chị. Nó con anh gút, con này thì nó đẻ rồi hai lứa nha, đang chữa được 3 tháng rồi. Nó 2 tháng mấy tới 3 tháng. Đó. Bò đẹp, bò mới tắm thì nó lông hơi sậm nha cô chú anh chị. Đó. Rúng nè. Rúng miếng nè, thấy không? Thấy rúng không? Đó, vú nè. Bốn vú đều nha. Đó, chân cẳng nè. Đó. Bốn móng đều hết nha. Đó. Không có móng dài, không có dép gì hết nha. Nó sái nghiêm luôn, trúng sái luôn, cao 1m35 bò. Đó. Con này em bán giá 35 triệu nha. Đó, cô chú anh chị nào ưng thì điện thoại trực tiếp với em. Đó. Đó, số điện thoại em là 0378224523. Em ở ấp Phú Hương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó. Rồi, mọi chi tiết thì xin liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi, xin chào cô chú anh chị.